Tần là mệt nhé. Bạn thấy tí sợ giờ bỏ cuộc họ. Rồi nào, bắt đầu nhá. Tại vì cái máy tính của thầy bây giờ bị sao đấy, mọi người có biết sửa cái lỗi này không? Đây này, à đấy, bây giờ được rồi này. Được rồi, ok. Âm vọng quá nhỉ. Bây giờ được rồi, vừa lúc đấy cái mic của thầy bị sao ấy, thầy phải mở thêm một cái điện thoại để thầy nói qua điện thoại đấy, chứ lúc đấy là nghe qua điện thoại không phải nghe qua máy tính đâu. Tại vì mở hai cái, bây giờ là được rồi này. Ok nhá, nào tiếp nào Việt. Cái kia là 2022 2005 gì đó. Hai cái này á. Vâng. 46.9 ở 2005. 46.2005. Vâng. Phần trăm nhé, ton. Phần Tần. trăm chết con Tần tần tốc chu thép. à, thần tốc Cưng. chu thép cân Cứ yêu. cứ yêu 2025 như con cá chi. 24%. Ê, bun qua han có sư rô. Dễ sang tuyên tạo. Chọn cúc a pha thư. Cái gì á? Cái bảng dưới, bảng cuối gì đó. Tròn cúc a pha thư trung à. Xuôi á. Tròn cúc a pha thư trung su rừng san pio phổ miên. Trong su rừng trong su rừng sai pio phổ miên 2005 nhon nè. 2005 nhon nè. 5.004 à, 5.004. 5.400. 5.400 chon hô. Yếp ton. Apathu suka. 2015 nyon nè. 9.500 chon huê. Chôn huê. Chin an. Ôn nhân tông an. Bốn nghìn một trăm chôn hô. Rô chương ca hà tà ca. 1.100. 4.100 bao nhiêu? 100 rồi à? Chôn hô. Vâng. 4.100 chôn hô. Rô Trương ca hà tà ca. Cứ y hu 2015 nhân cả chi. 13.500 chon hô e. Tô tan hân cọt sư rô giả sang tuê tạ. Rồi, à, còn vẫn còn nữa. Nguyên nhân. 2005 nhân. Ê, Apathu. Chọn mang cùng coi 2005. Nhon ê, Apathu. Ê, vấn dịa. Apathu.
tròn mang cân co e ui ham yon dựa vào ấy thế đó, dựa vào căn cứ ấy ui ham yon ham yon ham yon ham yon ai yon này mi yon ai thế đó mi yon mà quá in kurun chung ca ham yon so i i in tang in tang chu con miền chóc ha cọt sưng cam sô hà cô chu con miền chóc gì miền chóc ham cọt sưng ham cọt sưng cam sô hà cô a pa thư su rưng chung ca ham miền so ka kyok harak han ko suro pun ta rồi hết rồi đó. Ừ nha, rồi đầu tiên là nói về cái tinh thần tự giác làm, ok đó, ý thức có rồi, còn bắt đầu đi về bài này, bắt đầu là nhìn thấy nó sai bé bé để vẹt này. Nhá, chúng ta nhìn này, đầu tiên là về cái mở bài, ok đúng không, mở bài là điều tra về cái này, ok này, cái a ba thứ mà nó đã từng này nó liên tục tăng cho lên đến năm này, nó đã thì đạt đến thế này, dự tính về sang, nó sẽ dùng về sang 28 cho dự tính tô tan đây phải là hai đúng không, hai tại vì nó là dự tính là hai có sudo về sang hình đạt thuế miễn do, và đồng thời rất thông, ta không thể dùng là đồng thời mà vừa vừa đồng thời đây được, mà chúng ta sẽ dùng là gì, cái biểu đồ này chúng ta nhìn biểu đồ nhé, tỷ thay đổi cái tỷ lệ loại hình đúng không, chúng ta thấy a ba từ thì tăng nhưng mà cái gì nhà đơn độc thì lại giảm đúng không, một là một đã đi so sánh, hai là chỉ liệt kê thôi đúng không, chúng ta không dùng umion được, chúng ta dùng ấy đi, dùng thuế cô hoặc là thuế chiman được đúng không. Ừ, cái này tăng cái kia thì, và còn tiếp theo là về cái thần tốc chu thép nó đã là như thế này đúng không. Mọi người là phải nhìn thấy ở đây nhá, 2005 đến 2020 là hiện tại, đến 2020 là hiện tại đúng không, còn bắt đầu từ 2020 đến 2025 là cái dự tính đúng không, thì nếu mà theo thầy thì thầy sẽ phân tích từ 2025 đến 2020 trước, sau rồi bắt đầu mới dự tính luôn là đến 2025 đấy, giống như coi như là nó là cái ấy luôn đúng không? Tại chúng ta sẽ nói được như thế nào, có nghĩa là nó nhìn thấy là cái A ba thử đúng không, từ năm 2025 đến năm 2020, thực ra nó nhiều số này, nhiều dữ liệu này, ta không cần phân tích, không cần đưa ra từng cái là mấy phần trăm đâu nhá. Thầy có một cái chú ý khuyến khích là ví dụ có 2-3 năm thôi thì chúng ta nên chi tiết đúng không, nhưng có 4-5 năm ấy thì nó không nên chi tiết nhá, chúng ta nên gọi là viết tổng quát là chính. Đây ví dụ 2025 đến 2020 chúng ta nhìn thấy A ba thử là liên tục tăng đúng không, và rồi dự tính đến gì, đến năm 2025 nó sẽ đạt đến 60% là được đúng không? Nếu như cái câu này của bạn đấy nhá, từ năm nay nó liên tục tăng đúng không? Từ sau đó đến liên tục tăng cho lên đến năm này nó dự đoán là tăng đến cái này, ok. Và tiếp đến năm tiếp theo này, cái này cũng thế, nhưng mà dự đoán đây kiểu chúng ta dự đoán một cái thôi, thế là hai miền do thì cô này. Sao còn A3 thử thì chúng ta gì từ năm này nó tăng hoặc là cho từ năm cái này nó đã cái này thì nó sau từ đâu đó thì nó sao đấy, chúng ta cũng phải dùng cái kiểu liên tục luôn đi, kế sốc khám số 2 o cho đến năm này thì nó dự đoán là nó sẽ giảm xuống chỉ còn nó sẽ dừng lại đúng không, hoặc là dừng lại hoặc là sẽ đạt được hoặc không phải đạt được, đây là chỉ giảm thôi, chúng ta không dùng bước qua đây, bước qua nó chỉ ở đây nó đã được chỉ mắc này, nghe nó rất là buồn cười nhé, dùng mấy thì dùng nó sẽ khám sô cũng được, khám sô hai đúng không, có từ đâu dễ sang tiền tả nó sẽ dự tính là giảm xuống từng này và tiếp này. Nhưng mà thầy vẫn muốn mọi người là theo thứ tự nhé, đầu tiên là gì đây, cái căn cứ triển vọng trước, và căn cứ triển vọng trước này sau đầu mới đến cái bản đồ cuối cùng này, chính là cái bản đồ gì, chính là bản đồ mà chúng ta kiểu như dự đoán được tương lai về cái a ba thử đấy
của toàn quốc đúng không? Giống như là một cái câu kết bài của mình ấy, chẳng qua nó cho dữ liệu thôi nhá. Thì chúng ta vẫn nói đến nguyên nhân trước, sau bắt đầu mới đến cái bảng cuối cùng nhá. À, chúng ta đừng lộn ngược như này. À, nếu như thế thì thầy vẫn cho cái nguyên nhân lên trước đi nhá. Tại vì cái nguyên nhân đấy nó đưa ra nguyên nhân, sau đầu nó mới dự đoán, đúng không? Đưa ra nguyên nhân, nó dự đoán đến 2025 nó mới tăng lên như này nhá. Đầu tiên này, à, sau đầu chúng ta nói là gì? Là Erdogan, chúng ta vẫn phải là cái Erdogan này. Sau rồi gì? À, nếu đây, nếu mà theo cái sự căn cứ đúng không? Chúng ta dùng là Ro vẫn là Ro được, Ronan đúng không? Bình thường chúng ta cái gì, cái nguồn in bây giờ là cần co, thực ra cần co này nó cũng là từ nguyên nhân đấy, đúng không? Thì bây giờ là theo cái căn cứ triển vọng A ba thừ năm, thì A ba thừ mà nó triển vọng của A ba thừ năm 2025 nó như thế này, như thế này, có nghĩa ở trên này này nó triển vọng bên này đấy tăng lên 60.0% bên này đúng không? Thì đấy theo căn cứ của cái triển vọng đấy thì chúng ta thấy được là gì, à, do cái gì, do sự tăng dân số đúng không, cho nên là diện tích nhá, diện tích của cái một người này sẽ giảm đi đúng không? Đó, và tiếp theo hơn nữa đúng không, hơn nữa thì cái việc này là cái A ba thừ tăng đúng không, cũng đồng thời là cái giá cả cũng tăng, giá cả gì đấy, à, tăng cái số lượng tăng A ba thừ tăng sau rồi cũng gì ra một trước thầy bảo là cái mũi tên này đúng không, thì mình dùng là ứng biến so hoặc là Udo in he ấy, à, dùng hai cái đấy nhá, thì một trong hai, một cái thì dùng ứng biến so, một cái thì phải dùng in he nhá, nên dùng như thế cho nó gọi là khác thì một chút nhá. Đây dân số thì cái đầu tiên thì cho nó in he, in hero đi nhá, ro in he đúng không, đó, do cái tăng của dân số cho nên là cái diện tích nhá, diện tích đến cái chút mọi miền chóc đây nó là cái diện tích cư trú của dành cho một người, nó phải dùng là ấy nhá, dùng gì nhỉ, dùng tính từ nhá, à quên, dùng danh từ nhá, đấy là khám số hả cô đúng không, ừ. Có nghĩa là do cái này thì cái này căn cứ đầu tiên cái này là hai kia tèm nê đi đúng không, hai kia tèm mu ní ni mio đi đúng không, hoặc là nin có si mio đúng không, ừ. Là vì đúng không, à là vì là cái kia kia đấy, tiếp theo này tô han hơn nữa, à, đưa ra cái thứ hai đúng không, hơn nữa là à, cái số này à, chúng ta dùng k đi nhé, cái số a ba thứ tăng đồng thời đúng không, đồng thời cũng làm cho sự giá cả đấy, à, chúng ta cũng đây cũng là một lý do đấy, chúng ta nên cũng nói lên là ấy đi, à. Cũng nói này hai ki te mu in có từ đó in ra đấy đúng không. Tiếp sau bắt đầu mới đi đến cái cuối cùng này, à còn về cái số đúng không, cái tổng số A ba thừ toàn quốc đấy, bắt đầu mới đi ấy này đúng không, nếu quan sát về tổng số này đúng không, thì chúng ta thấy rằng là vì cái số lượng A ba thừ này này, hoặc là chúng ta viết luôn, vẫn viết như bình thường thôi nhá, đây vẫn viết như bình thường là Erdogan cần co đồ đúng không, với cái triển với cái gọi là cái căn cứ như thế này thì chúng ta có một cái triển vọng là gì, số đúng không, à số a ba thử, số a ba thử gì đây, đây này, này này đúng không, thì nó sẽ dự định là gì đây, chúng ta không cần phải viết hết cái này đâu, chúng ta chỉ cần là số ba a ba thử mà nó đã gì, từ năm này nó đang liên tục tăng đấy đúng không, ừ. Đây thì nếu như thế chúng ta vẫn viết như bình thường với căn cứ như đó thì cái số này đúng không, từ năm này nó sẽ tăng ở đây này thì nó tăng liên tục đúng không, ừ, nó tăng liên tục nhá, chúng ta vẫn viết như bình thường thôi, cả năm này thì kế tốc trường ca hai o, cho nên là đến năm không bẩn hai tờ ca, cho nên đến năm này đúng không, chúng ta có triển vọng là nó sẽ đạt được đến mức này, thế là được đúng không? Đấy. Với căn cứ như thế này thì cái số a ba thừ mà nó đã là ngày năm này thì nó to là liên tục tăng, thì mất dự tính là sẽ gì, đến năm này sẽ đạt đến từ này, giống đấy là một cái câu kết luận. Tại vì người ta cho gì, cái câu kết luận người ta cho cái thông tin gọi là chi tiết rồi thì chúng ta cứ áp dụng theo đúng cái này thôi nhá. Còn nếu không chi tiết thì chúng ta sẽ dùng theo mẫu là nói bông cua thôi. Apuro không có năm thì apuro đúng không? Còn không có số thì chúng ta cứ thì tăng lớn, tăng giảm liên tục tăng. Nhá. Tiếp theo này của Yến này. Ừ, Yến cái này cũng dễ này. À, lượng bán gì đấy? À, lượng bán ô tô cũ nào? Yến đâu? Yến sĩ. Ừ. Nào Yến đâu?
Em đây. Nào. Đợi em một xíu. In chu si In kiểu chu thông giòn si cu sô ấy so. Kiểu thông giòn cu sô ấy so. Chun cô cha tông cha pan men nhang biến hoa e tế hè son môn chỗ xa lần xin si hai yếp ta. Mẹ ế tế hè Pan men nhang biến hoa e. Melia dần phai e tội tiếp Em biết là son môn chỗ xa lưng xin si hay tả đúng không thầy? thổ Biến xa hoa e. lưng tìm Biến hoa e tẻ hè son môn chỗ xa lưng xin si hay tả. từ son môn chỗ xa chúng ta đây không phải là son môn chỗ xa nhé, son môn chỗ xa có nghĩa là cái điều ta hỏi đáp đấy, cái Thế từ ạ. son môn lên là hỏi đáp đấy, thì đối với những cái câu là trả lời rằng là thế này trả lời rằng thế kia ấy thì lúc đấy chúng ta mới dùng son môn chỗ xa, còn không bình thường cứ chỗ xa thôi nhé. Chỗ xa lưng Xin xin si hai ớt tà ý rằng em muốn tách hẳn một câu ra như thế á, vâng. được thực ra cái đấy là cũng được, nó cũng là một cái mẫu của ngày xưa đấy. Hai ớt tà cái này cũng được, thế nhưng mà sau bắt đầu lại phải, nhưng chúng ta lại phải có cứ kiên qua nữa, cứ con kéo qua phẩy hoặc là cứ con qua e thả đương nhon đấy, thì tự dưng nó bị thêm rất là nhiều chữ, mà trong khi đó bây giờ, nhưng tại vì bây giờ là nó có rất là nhiều thông tin, chúng ta có vô cùng nhiều cái thông tin, chúng ta có thể viết được cả một trang giấy rất là dài đấy, cho nên là thầy mới đưa cái ra cái kiểu kia để hạn chế bớt cái chữ nó đi nhá, Chỗ nên thầy xa hai tiền nên qua. thầy mới đưa ra cái kiểu như này để hạn bớt, với hạn bớt đi, tại vì nhiều chữ lắm, như này thôi mà mọi người viết có 300 chữ thôi mà thừa rồi. Chẳng qua ngày xưa không ít chữ nên là chúng ta phải bôi bôi ra thôi. Tiếp nào. Chúng cô cha tông cha. Trung cố thả tông thả Phan men nhang ưng. mê liang ấy Ý cho anh xích niên nè. để cho anh xin nhờ nế Bẹp phan xích man tè. Bẹp phan xích man tè ê. Cuốn qua hai gió sương nhỏ. qua hà yết nhờ Ý cho xích ố niên nè. nam nhân này Ý bẹp xam xích man tè rô. bán rô Chương ca hàng có sư rô la tha lạc tà. hăng có sư đó ta Tức khi gì ý cho ship ổn nên phụ thô sư tôn to cho ý ship liên ca chi cấp tiếc khi chân ca han huê chóc gì gì cấp tiếc gì khi chân ca han huê sa sa phép pha ship man tê hu ê á không được à thầy hà do à à thầy không em cứ nói đi theo tựa thầy sửa ta biết phải ship man Tê. thế Tố ta han có sư độ có sư đồ bố yên ta han có sư đồ bố yên ta ố liên tông an dạc ý biết pro chúng ta hắn nên có sư đồ tứ đồ là ta. chúng ta ăn có sữa đó Từ đó là ta. Từ đó là ta. Ý đó hàn biến hoa ổn in nữ đồ nâng. Trung cô cha tông cha e tè hàn. In xích kỳ. Biến hoa tè ớt sư mèo. Háp, háp ly chọc kinh, sô bi tiếng hàng bắc san tô trung cô cha tông cha phan mẹ nàng trương ca ê cân nhóm hàng ngư chú tả bắc san gì bắc san đâu nhỉ so bi càng san nhanh tô bắc san tô bắc san tố trung cô cha tông cha tiếp phan mẹ nàng trương ca ê khân giọng hang ngư chúa ta
추세대로 가면 추세의 수세 추세 따르면 가면 앞으로도 판매량이 꾸준히 증가하면서 2025년에 판매량이 700만 대에 도달한 것으로 예상된다. Rồi. Sao mọi người cứ không theo cái mẫu của thầy cho nhỉ? Mẫu nào mà thầy cái thầy tổng hợp đấy á? Ừ, đọc những cái mẫu ở trong cái mà thầy cho đấy thì chúng ta có thể viết được cái câu dài và nói chung là rất là tranh giả. Tại sao lại cứ phải mẫu xé ra xong rồi đi tham khảo tận đâu ấy. Cứ đọc kỹ những cái mẫu đấy xong rồi mình ví dụ như có những cái biểu đồ nó gần tương tự hoặc là khác một chút đi thôi đúng không? Thì mình lấy cái mẫu đấy và mình sẽ biến đổi một chút những cái mà nó khác theo biểu đồ đấy. Chúng ta tư duy một chút như thế là được nhá. Tại vì những cái mẫu đấy là những cái mẫu rất là hay rồi và cái mẫu mà chúng ta gọi là ở những ví dụ 3 năm này chẳng hạn chúng ta cũng có cái 3 năm mà đúng không? Ví dụ nhá. Xe nào có đưa ra cái bản này này. Lượng bán xe này đúng không? Thì nó đã năm này nó đã chỉ là nó đã chỉ là 180 và rồi sau nó đã thể hiện là như này và đặc biệt để tự dưng nó tách ra tận mấy câu như này nhá. Thầy đã bảo rồi, một cái biểu đồ này mọi người sẽ làm đúng một câu cho thầy thôi, không được làm nhiều lắt nhắt 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 ra rất là nhìn nó rất là không không gọi là không được tranh xả nhá. Đấy, ví dụ như là một cái câu này của bạn gì nhỉ, bạn Yến, thầy có thể làm một câu bao gồm tất tần tân những nội dung này của bạn không thiếu sót một tí nào luôn, nếu mà theo những cái mà mẫu thầy cho ấy. Mình chỉ biến đổi một tí thôi, như cái này này, cái này thì thực ra họ ấy rất là nhiều rồi nhá. Chúng ta nhìn thấy này, lấy theo cái mẫu của thầy nhá, thầy có thế này ở năm 2010 đúng không, chúng ta có thể dùng ton hoặc là không ton cũng được, iot nên t cũng được hoặc là e to sau rồi đến phẩy sau rồi e nên sau cái gì đấy cũng được, có rất là nhiều kiểu, thầy có 3 kiểu, có nghĩa là những cái mà có 3 năm như này có thầy nhớ là có 3 kiểu luôn đấy. Chúng ta có thể làm gì đấy, năm 18 có nghĩa là từ năm 2010 này đến này nó tăng từng này và sau đến năm năm 2012 2020 nó đã tăng như thế này đúng không? Đấy đấy là một câu như thế rồi. Bây giờ nhưng mà ở đây nó lại có một cái nó gọi là 200% đúng không? Chúng ta chỉ cần dùng umio và đặc biệt đúng không? Và đặc biệt từ năm 2015 đến 2020 này nó tăng rất là lớn lên tận 25 phần 20%, thế là xong. Hoặc là đấy tự dùng đây tự dùng lại bẻ ra thành 3 câu này, rất là lắt nha lắt nhắt nhá. Xem nào. Xét về phần ngữ pháp thì nó cũng không có gì sai nhưng mỗi tội là nó không được chặt chẽ thôi. Nó không được gọi là tranh giả thôi, nhìn đấy, dự sau lại cần gì nữa đây, đặc biệt này, sau sau gì đấy, sau khi tăng gấp từ năm này thì chúng ta nhìn thấy nó đạt được từng này, lại đi lấy loại đầu đấy, cho trong 5 năm nữa thì chúng ta nhìn thấy nó là tăng lên 200%. Đây, thầy viết cho một câu nhé, rất là tranh xả luôn, dùng với những cái mẫu mà thầy đã cho, đúng không? Đấy, theo cái kết quả kia này, thì chúng ta thấy là chúng cô này, Hà Tông Cha này, Han Me Riang này, Ân này, đúng không? Đấy, sau rồi đến năm 2010, nha, nó sẽ là gì? 180 Man Te thì so, sau đến 2015, nha, là 240 Man Te phẩy, sau đến 2020, nha, thì nên thầy nhớ là có một cái mẫu y nguyên như này luôn. Đến năm 2020 do trì nan bao nhiêu năm đây, 10 năm, 10 năm nhân 10 năm hay năm 10 năm nhân này đúng không? Trong vòng 10 năm thì nó đã bắt đầu đến đến năm này thì đâu phải dịch cái chỗ này trước xong rồi đến 10 năm. Và năm này thì bắt đầu là 480 man tero. Sau đầu đến trong vòng 10 năm. Đấy thì nó đã gì? Kuchuni chừng chừng ca han có sư đô bộ email và đặc biệt vâng tức khi
đấy chúng ta ở đây nhé, bình thường là một câu nếu mà nó có biểu đồn mà nó không có cái số 200% này này thì mình cứ viết một câu đến số email của thầy thôi, đúng không? Cái lượng này này nó đã tăng từ năm 2010 là thế này, nó đã tăng đến 2015 là từng này, sau vào 2020 thì nó đã gì tăng lên từng này, vậy trong 10 năm qua nó tăng rất là đều đặn, đúng không? Và đặc biệt, đúng không? Và đặc biệt này, bắt đầu là tí từ năm 2010 15 đấy, Phú Thọ đến 2020 Nhân Khải Chi, đúng không? Nhân Khải Chi thì nó đã thì nó đã tăng được 200%, 200% xứng cá hai ớt tà, thế là xong, đúng không? Nó nhấn mạnh được cái điểm đấy, đúng không? Đấy, đặc biệt từ năm này đến năm này, hoặc nếu mà mình muốn cho năm vì năm này này đó là gì? Chỉ trong vòng 5 năm, đúng không? Ồ Nhân, đúng không? Ồ Nhân mà nên chỉ trong vòng 5 năm, đúng không? Đấy, vậy nó đã tăng gấp 200% chỉ trong 5 năm, từ năm này đến năm này, rất là xong. Một cái câu rất là tranh xả, không có cái gì gọi là không có cái nhiều câu lật nhặt như này nữa. Về mặt ngữ pháp thì bạn Yếm viết không sai, tuy nhiên thì cái cách viết nó chưa được gọi là nó đắp ghép nó chưa được ok thôi nhá. Chúng ta cứ lấy những cái mẫu của thầy ấy, mọi người viết như này, ví dụ như là những cái mẫu của thầy là nó không có 200%, đúng không? Nó chỉ có 3 năm như này thôi, cứ viết theo mẫu đấy thì khi phát sinh thêm này thì nó cộng với email và đặc biệt vào đây là được nhá. Đấy, đây cũng là một cái mẫu là mọi người học tập đi nhá. Sau đến nguyên nhân với nguyên nhân thay đổi như thế này thì do cái nhận thức về thay đổi nhận thức về cái này nó thay đổi chúng ta dùng là nhận thức, chúng ta dùng là được nhé, được thay đổi, đúng không? Cái nhận thức này nó vừa được thay đổi thì lúc đấy là gì? Ở đâu? Đâu? Sao lại vừa được thay đổi? Ở đây nhé, cái mũi tên đây này, mũi tên ở đây là mang tính liệt kê chứ không phải là mang tính là gọi là từ cái này nó xuyên sang cái kia nhé. Đây là hai cái lý do rất là gọi là rất là riêng rẽ đặc biệt nhé. Vì thay đổi nhận thức xe cũ cho nên là mấy xe cũ nó mới tăng, đúng không? Và thứ hai nữa là mở rộng khuynh hướng tiêu dùng hợp lý, nó mới tăng, đúng không? Đây là hai cái, không phải là nó gọi là bổ trợ cho nhau nhé. Có nhiều cái lý do là lý do trước nó bổ trợ, bổ nghĩa cho lý do sau. Đấy, nó bổ sung cho lý do sau. Phải có lý do trước thì cái lý do sau nó mới xuất hiện. Nhưng mà ở trong trường hợp này mang tính liệt kê hai lý do song song với nhau nhé, ngang hàng với nhau, không cái nào bổ trợ cho cái nào hết. Đấy, cho nên em không dùng nhân so ở đây. Em sẽ dùng là gì? Đầu tiên này, với lý do là cái nhận thức nó được thay đổi, đúng không? Em chỉ tem mu unita din khosimio, đúng không? Và em dùng và hơn nữa tohan. Đầu tiên hoặc là em dùng là đầu tiên là u son cũng được, đúng không? Trước tiên thì là gì? Do cái này này, đúng không? Và tiếp nữa là cái gì? Cái khuynh hướng tiêu dùng đồng, xem nào. Tiếp theo nữa là đây em dùng cái yếu ngang, ok đúng không? Tiếp theo nữa là cái mở rộng khuynh hướng tiêu dùng hợp lý này nó cũng gây ảnh hưởng đến cái việc tăng ô tô cũ này, được không, đúng không? Đấy. Tại vì em đang bị hiểu nhầm là hai cái lý do là bổ trợ cho nhau, không, lý do đây nó không bổ trợ cho nhau nhé. Nó chỉ có giống như cái câu ở trên của bạn Diệp thì như có cái là bổ trợ cho nhau, lúc đấy thầy mới bảo là dùng ưu miên so hoặc in he thôi nhé. Đây này, từ ở trên này này. Đây này, ví dụ nhé, đấy, nó phải có cái tăng dân số này thì nó mới ra được cái nguyên nhân này, thì thầy phải dùng ưu biên so hoặc là ưu đôi in hand, đúng không? Đấy, còn của em là hai nguyên nhân nó đang song hành, song song với nhau nhé, ngang hàng nhau. Và tiếp, đấy lại dựa theo cái ấy này, ôi tôi đừng có sáng tạo nhiều lúc đau đầu lắm nhé, cứ học theo cái của thầy đã nhé. Hoặc là, gì nhé, y đơn yên sang y, gì, chỉ sốc tuyên hà miên, đúng không? Được nhá. Nếu mà cái hiện tượng này liên tục xuất hiện thì trong tương lai cái lượng này cũng gì ở đây nó gì là triển vọng về sau, đúng không? Triển vọng về sau có nghĩa là gì đây? Cái lượng bán này nó tăng do cái lượng bán này tăng đều, đúng không? Cho nên là chúng ta dự tính là đến năm này bạn ấy dùng là trong tương lai này, trong nay cũng vậy này, hoặc là thực ra đây nó gì nó cho một cái gì, nó cho một cái gọi là cái ngày tháng cụ thể, cái năm cụ thể đây rồi. Nhiều lúc như trong trường hợp đấy thì thầy sẽ không cho cái Akuroto nữa, đúng không? Nên chỉ cần là nếu mà theo cái này, hoặc là như thế này, tại vì ở đây bình thường mình hay là Iron nhấn sang y trí sốc tuyến tám nhon, đúng không? Thì bây giờ người ta cũng gợi ý cho một cái là gì, lượng bán mà gì lượng bán cứ liên tục tăng đều này rồi thì chúng ta thay bằng cái đấy bằng được, đúng không? Bằng cái này được, nó sẽ viết thành luôn là gì cái lượng bán của nó, đúng không? Lượng bán của nó mà cứ liên tục tăng đều, đúng không? Đấy.
Sừng ca hà miền, đúng không? Nếu cứ tăng liên tục tăng đều, đúng không? Thì đến năm này, vào năm này thì cái lượng bán của nó sẽ dự tính là đạt lên mức này đấy. Nhá, đây là nó cho đầy đủ hết thông tin rồi, chúng ta lại học cái mẫu, những cái mẫu của thầy là nó có thiếu thiếu thông tin, cho nên chúng ta phải cho những cái từ iron nhấn sang chế độ hamion hoặc là iron uốn in euro đấy, chúng ta thường là như thế. Nhưng đây nó lại gợi ý cho cả những cái đấy rồi nên chúng ta không cần được nhá, nhiều lúc cho vào lại thành thừa đó, chú ý mấy cái phần đấy cho thầy nhá. Rồi ok, tiếp này, sang phần tiếp theo, hồng si nào. Cái này cũng dễ rồi này, từ năm này năm vèo phát 2 năm, đúng không? Cái này 2 năm nó dùng cái ton rất là ok này, sau rồi bắt đầu thì nó cũng tăng 2 năm nữa cũng được này. Nào hồng si, nào hồng nam, đi xem nào. Into si thông kê cho ngày sau. Into si thông kê cho ngày đó. In huê khóc xa yông huê thế hê. Khóc xa yông huê thế hê. Chổ xa hăng cho lần qua, đúng không? 2010 nhon nê. 2010 nhon nê. 4 chôn man kê yọc tôn. Man kê yọc tôn. In huê yông khóc khun. In huê yông khóc su yang lưng. Su thôi nhé, nếu mà muốn su thì su ninh thôi nhé, không dùng su nhang, đúng không? Cái số cốc giấy, cái số cốc giấy, đúng không? Và đã là ngân này. 2020 yon nè. Chuẩn dịch là, nếu như thế phải là cái số cốc giấy được sử dụng các thứ. Thôi cái số cốc giấy, chúng ta viết cốc giấy là được nhé. Rồi tiếp, gì nữa? 2020 yon nè. 800 man kê rô. Hello. 10 yon can nê. Tu pe chung han cọc sư. 10 yon can nê. Y bê đúng không? Y bê. Chung han cọc sư rô bố yên tả. Rồi chung ca han cọc sư rô bố yên tả. Tiếp. Thầy dùng là tăng nhanh rồi. Cúc chung nhé. Thực ra chúng ta có 2 lần đi rồi. Để cho thầy chú ý, ví dụ nhé, nó không có tăng 2 lần, không có tăng 2%, nó không có một cái số cụ thể, thì chúng ta sẽ cho là tăng lớn, tăng nhỏ, tăng nhanh, tăng đều, tăng liên tục, đúng không? Nhưng đây người ta cho một cái số rất cụ thể là 2 lần, đúng không? Thì gấp 2 lần là người ta đã hiểu rằng là tăng ở mức nào rồi, cụ thể hơn cái câu là tăng đều, tăng lớn, tăng nhanh cơ nhé. Thế chín biên xa yông nhanh bình. Yang ngân san theo đồ miệng. Bắt đầu về trung y khắp. Mười nhon tông an kỳ sốc. Mười nhon tông an kỳ sốc. Chúng ta hai yos sư na. Chúng ta hai yos sư na. Chúng ta sư thích khóc quân. Ai không mời con bù tho. Ai không mời con ngon cả chi. Ngon cả chi. Cú chung hi chung ca. Nga tá ca. Cú ý hu. Cú ý hu 2019 ngon nè. Mười chứ. Thế khúc cầm xô hắn có gì ta? Cầm, hắn có xô đô tí? Hắn có gì ta? Hắn có gì ta? Ý đó hắn tiền hoa của nhìn mùi đô nên. Copy chôn vun chôn. Chôn vun chôn ý yông kết. Copy toàn nguồn thấm ý ông kết kế sú. Chúng ta đô in hè. Chúng ta đô in hè. Và cái chữ này là su ca. Cái gì? Su ca đây á? Trước này phải một cụm danh từ chứ. Trường ca đây là
để như này được rồi. À, do cái việc tăng cái số khách dùng như này đúng không? Cho nên yếu quay chích chốt có đề ta chúng ta ha chúng ta hạt cái tên môn ni in có sư đô từ đó là sư mèo và sư mèo từ huy ông khóc Hương khóc gì? Cái này là bỏ cái chữ hình hương khóc đi ạ. 2018 nhon hôm nay mẹ trang mẹ sa yung chế han chồng chắc xin si lô ý hè thân là sự thích bóp sao yêu nguyên chú yêu nguyên y nguyên khu kê tiền hoa kế bóp sao bí rõ của ni nữ đô a cư rô tô tìm hơi yông khóc xa yông giang yên chí sốc chất cư đô chưng ca hàn phật xuân kỳ tê tuyên tả gì sang á hay là chân à hàn phật xuân kỳ tê hàn kỳ tê tuyên tả là dù cư đô kỳ tê tuyên tả. Alo ạ. À vâng. Thì mai em lại đấy rồi, tại vì dạo này em đang chuẩn bị ấy, em đang chuẩn bị nhà rồi ok nhá, thầy sửa đây tiếp này. Ở đây vì theo kết quả điều tra về cái này đúng không, thì ta thấy là cái này thì cái này ok đúng không, cái mà theo áp dụng mẫu là ok rồi đúng không, đấy tăng gấp 2 lần trong vòng 15 qua đấy, từ đâu cái này đã tăng lên từng này rồi ok. Nếu đi quan sát về cái sử dụng theo chất đúng không, thì chúng ta thấy là cái cốc giấy đúng không, cốc giấy thì trong 10 năm thì nó liên tục tăng đúng không. Còn cái thế nhưng mà gì đây, nhưng mà cái cốc này thì nó gì, từ năm này đến năm này tăng đúng không, tăng đều, nhưng sau đó thì lại giảm lớn rồi. Với nguyên nhân thay đổi như thế này, cái nguyên nhân này bắt đầu là em đang bị kiểu hiểu hơi bị sai một chút đúng không. Nhất cái nguyên nhân thì chúng ta nhìn thấy này, thực ra cái nguyên nhân mà cái đầu tiên đấy thì nó đang giải thích cho cái cốc giấy tại sao lại tăng đấy đúng không, tại sao lại tăng đấy. Còn nguyên nhân thứ hai nó giải thích cho cái plastic tại sao nó lại đang ấy mà lại thay đổi lại giảm xuống như này đúng không. Thì đầu tiên này chúng ta thấy là lý do mà tại sao cái cốc giấy lại tăng này, tại vì là người ta giao gì đấy, cái lý do là vì gì, giao dịch trực tiếp với hàng xóm. Khi mà giao dịch trực tiếp với hàng xóm thì dẫn đến cái việc gì, số khách sử dụng ở cái cà phê lại tăng đúng không, chứ không phải là vì cái này tăng bắt đầu mới đi giao dịch hàng xóm đâu nhá. Em đang bị lộn hai cái này đúng không. Nếu như thế thì em chỉ cần nói là gì đấy, bị ngược ngược với nhá, thì em sẽ nói là gì,
do giao dịch trực tiếp với hàng xóm cho nên là cái số khách của cái những cái cửa hàng cà phê chuyên cà phê nó đã tăng lên đúng không? Đấy, em đang bị lộn hai cái đấy nhá. Đây, thế thì em chỉ cần cho lên trên này thôi. Đấy. Row in here đúng không? Đấy, sau đầu cái số này bắt đầu với số khách này nó mới tăng lên. Đó. Đấy, thế là xong. Sau tiếp và đúng không? Và tiếp này, và hơn nữa này, Tô Hà mà cho nó tách biệt này. Và hơn nữa đúng không? Bạn đấy là do cái chính sách đúng không? Do thực hiện cái chính sách giới hạn sử dụng ở trong những cái mè sang những cái quầy bán hàng vào năm này đúng không? Đấy, do thực hiện cái đấy cho nên là cái lượng sử dụng cốc này nó đã được thay rất lớn. Ok, được. Ồ, cái này được nhá. Hoặc là do hoặc là chúng ta dùng đây là ừ miên so đi cho nó hợp lý trong xét cái si hà miên so đúng không? Có nghĩa là gì? Chúng ta khi mà nó thực hiện đúng không? Khi nó thực hiện cái chính sách giới hạn cái sử dụng này thì đồng thời đúng không? Cái lượng này nó đã thay đổi rất là lớn, ý là đến nó thay đổi cái gọi là giảm xuống đúng không? Với nguyên nhân này. Ok nhá. Rồi cũng khá là ổn nhá. Rồi. Chỉ chỉnh chung một chút nữa là được, hiểu cái nguyên nhân kỹ hơn là được. Nhá. Tiếp Nga si Nga có kìm này không? Nga có không hiểu vừa tiếng Nga đâu ấy, chạy đâu rồi. Nga không có. Rồi, Nga không có thì ai đây xem ai làm cho thầy lão. Ai làm được phần này cho thầy? Giơ tay, làm chưa? Giơ tay đi, đấy có phần giơ tay này. Đâu ở mô. Thì nhỉ, không có ai, chỉ tên nhá. Giang. Đầu tiên đi phân tích trước đúng không? Đây là gì đây? Doanh thu cái cơm hộp của cái cửa hàng tiện ích đúng không? Thì đây nó có cả địa điểm mà điều tra đúng không? Thì đầu tiên là về doanh số của nó, Mechudev, doanh số của cái này. Nó có 3 năm bán liên tục tăng. Đấy, dùng cái như lúc ấy thầy viết mẫu của bài Bạch Yến ấy là được đúng không? Nhưng ở cái quan trọng ở đây này, cái quan trọng đây khó là chúng ta sẽ có hai cái nguyên nhân đúng không? Một cái nguyên nhân đầu tiên là về phát triển cái phát triển cái gì đây? Phát triển cái văn hóa đồ ăn đúng không? Và nguyên nhân thứ hai là việc phát triển cái văn hóa dịch vụ đúng không? Thì do hai cái nguyên nhân này cho nên nó mới làm cho cái lượng bán tối giác là tăng lên đúng không? Thì nhưng mà nó lại có hai cái nguyên nhân nhỏ đấy. Chính vì có hai nguyên nhân nhỏ này chúng ta mới dùng cái ừ miền so với dùng ừ đôi he được đúng không? Đấy, tại vì hai cái nguyên nhân nhỏ dưới này nó đã bổ trợ cho bổ nghĩa cho cái nguyên nhân lớn đúng không? Đấy, nào viết đi cho thầy nào. Đấy, giải thích cho đúng nhá. Hàn Quốc sẽ không đồng ưu sơ hề sơ. Cho nên trong thổ sĩ ra mẹ chú ê tế hê thu sang hàn thật trời quả. Mẹ chú chân hoang với chân hoang nhé. Nhiều lúc chúng ta không có ấy, chúng ta cho bổ nghĩa, bổ sung cái từ chân hoang vào nhé. Điều tra đến tình hình doanh thu đúng không? Tình hình doanh thu của cái này. Của đi cho nó phát cho nó tỏ hay tình hình doanh thu của cái này rồi cho ra hắn chờ qua rồi tiếp nào. 2014 nhân nê hai phép ọc buôn hiếp tôn cho ni thông tổ xí rắc mẹ chui ếp cưng ý tôn 17년에 1800억 원으로 증가한 것으로 나타났다. Tăng gì? Tăng lớn, tăng nhẹ, tăng gì không có tăng à? Số phốc thôi. Sốc 증가한 것으로 나타났다. 증가한 것으로. Thế còn cái năm kia? 나타났으며 2020년까지 5,300억 원으로 대폭
2020 nhân 2020 nhân cả chi đúng không? Sau rồi bạn thêm 93 nhân đúng không? Tế bố. Chúng ta hãy có sự lưu của chúng ta. Chỉ sắp hả? Tế bố. Tế bố. Chúng ta hãy có sự lưu của chúng ta. Vì đó hắn chừng ca ê uống như lưu bộ. Ủ xôn xích xa khẳng thân hoa ca chừng ca hàm nhắn sọ. Đếm nhắn sọ. Mặc chừng ca xa mùi hoa ca. Alo. Nghĩa là cái văn hóa ăn uống thay đổi, đồng thời là dẫn đến cái việc này tăng và cái kiến tăng, đúng không? Vâng, vâng, vâng. Xích xa thàn chân hoa ca chừng ca hà cô khôn cha xích xa hà nguồn. Xa ra mì chúng ta hát kí tê mún chúng ta hát kí tê mún ni có sư đô chú rô nạp tạc sư mẹo đi tu hàn sô bí sư mún hoa ê hải tai rô yên hê. Ta đang ham sức phun mi. Ta đang ham sức phun mi. Khế bài tuệ cô. Bè tài sắp bí sư rơi. Khế son tuệ kỳ tê môn. Nhi tả. Rồi. Y rô hàn bèn hoa yàn quần in thôi a chú sô kèm nê tòm bù xí rác mẹ chú rác tô kê a chí xúc chọc cú rô chừng gà hai chọn mang y bạc. Ok. Thế nào? Ở cái quả này thì cái thằng này nó thể hiện như này. À, thầy muốn sửa một chút cái chỗ này thôi nhá. Đây nhá, có nghĩa là thế này đây, cái biểu đồ này này. Chúng ta hình như có một cái mẫu rằng là gì? À, tăng tăng, à tăng này rồi sau từ sau đó đến đây là bắt đầu lại tăng tiếp đúng không? Lại tăng lớn tăng lại tăng gì đấy đúng không? Tức có cái mẫu như thế mà. À, đây này, 3 năm này, à chừng ca ha ta ca. Thứ ý vụ. Đấy, sau rồi đến năm này thì nó đã gì? À, bắt đầu từ năm nó đã tăng lớn trong vòng 3 năm là đâu tăng lớn thôi, chỉ cần tăng lớn là được, tăng lớn bỏ này đi. Còn 3 năm nữa đúng không? Đấy, chúng ta có một cái mẫu y như này mà. Không thể tham khảo kỹ gì nhá. Có nghĩa là gì? Cái này đúng không? Thì nó đã thì đến năm này nó đã tăng lên từng này đúng không? Trong sau đó bắt đầu tăng tăng như thế thì bắt đầu từ sau đó đến năm này thì bắt đầu nó lại bắt đầu tăng tăng lớn lên từng này. Đấy, thế là được. Sau đó nguyên nhân rồi, nguyên nhân ok, thầy có thấy có vẻ ok đúng không? Ngày này Osudo 4 này là hơn nữa là do sự phát triển thế này lên là cái thì thực phẩm đa dạng nó đã được phát triển ra đúng không, và rồi nó cũng cải thiện luôn được cả cái dịch vụ giao hàng nữa đúng không? Đấy, so với nguyên nhân như này này, này ok trả đấy đó dễ mà đúng không? Tiếp theo Bích Phương Xí đấy, đây 1 2 3 4 5 năm liền các liệt kê chi tiết ra thì có mà nhiều lắm nhá. Một câu tổng quát thôi. Em gửi tách ở trên Zalo, thầy có vào được không? Đã phải thầy đã phải đánh
Ok, gửi nè. Vâng. Thế đợi em tí nhé. Đánh lên ngắn. Rồi, ok. Ngắn này hả? Ngắn đấy nhỉ? À, đây hơn 200 từ. Nó còn sang bên kia này nữa này. Chắc tại ấy quá. Tại nó cũng đi sang bên kia này. Đây, xem nào. À, theo kết quả điều tra về cái này nó không có địa điểm à? Không có ạ. Rồi nhá, kết quả điều tra về cái này thì chúng ta thấy rằng là cái này từ sau đó liên tục tăng cho nên là đến năm này. Nhá, chúng ta thấy ở đây nó phải là dự tính đâu. À, nó có phải là gì nhỉ? Tương lai đâu mà tù tan hai. Đây là hiện tại. Tù tan thôi, quá khứ đúng không? Tan đúng không? Ừ, đó. Thì chúng có nghĩa là đã nhìn thấy rằng là nó đạt đến mức này, nó đạt đến năm này vì sau đó nó rồi ok đúng không? Đấy một câu như này thôi nhá, không cần phải là chi tiết từng cái một đúng không? Sau đó nếu quan sát về cái số lần mua trong năm của cái home shopping này thì chúng ta thấy là đâu biểu đồ bên dưới đây, cái năm này cũng đây thấy tăng mà đúng không, cũng là 5 năm nhá, cũng không cần phải chi tiết từng năm ra một đúng không? Năm này này sao lại hai mấy lần phải không phải gì để lại à, sao lại đến này là thế này, để dùng cái gì đây chứ sao lại để như này không được nhá. Hay cái chỗ này là phải liệt kê ở đây, đến năm này là nó đã giảm xuống nhưng mà đến năm này nó đã gì có không, ý rằng là em ở đây em không thể để như này, ví dụ nhá, em phải nói nếu quan sát này thì em thấy rằng là gì vào năm 2015 đúng không? Thì nó là như này đúng không? Thì em phải dùng là ế so hay là phẩy hay là ứ đô hay là gì đấy đúng không? Ừ. Nếu ví dụ nhé, em nói là từ năm mình đã tăng lên 7 lần đúng không? Liên tục tăng nhé. Em có thể nói là ế so ở đây. Ừ. Có nghĩa là vào năm 2015 đúng không? Thì là 2.6 lần và rồi đến năm và bắt đầu là gì? Không cần đấy đâu. Thế này thì nó tăng lên đến rô. Ừ đô, ế sau ừ đô ấy, có nghĩa là tăng từ 2.6 rồi đến năm 2008 nó đã tăng lên là thế, vì nó liên tục tăng lên đến tận 7 lần đúng không? Thế nhưng đúng không? Thế nhưng mà đến năm 2019 em dùng hai tà ca sẽ hợp lý hơn nhé. Đang tăng lại giảm. Hai ấp tà ca đúng không? Là hết tà ca, hai tà ca đi. Nó đang tăng đúng không? Có nghĩa là từ này từ năm này nó đang tăng liên tục như này từ đến năm này tự dưng đến từ năm này thì nó lại gì, nó lại giảm xuống, đấy lại dùng ơn đơn này lên tay rô nhá, nhớ là euro nhá, nó lại giảm lại hai đấy, cái này thì chết hay thì sẽ thời là chết nhá. Đấy sau rồi chúng ta lại nhìn thấy là nó giảm xuống chưa. Thế là được, xong rồi đấy, nó bị sai linh tinh mấy cái thứ không đáng sai. Và tiếp này, đến đây thì thấy triển vọng của cái shopping home TV này, năm 2025 đúng không? Thì nó có hai cái triển vọng, một là cái doanh thu tăng, và số lần mua cũng tăng đúng không? Thì chúng ta chỉ cần là gì? Sao lại ý đo han muốn in, đâu muốn, không nguyên nhân Không nguyên nhân. Thế thì chúng ta phải dùng như nào? Hoặc là thì vậy thì chúng ta sẽ dùng là amion đúng không? Nếu cái hiện tượng như này mà cứ liên tục tăng đúng không? Nếu cái hiện tượng này mà liên tục diễn ra đấy, hiện tượng như này này, thì mấy cái hiện tượng tăng tăng như này liên tục diễn ra thì tương lai đúng không? Đến năm này thì cái doanh thu này cũng tăng lên. Cái doanh thu thì em phải để lên trước chứ. Mẹ chui, ek kỳ đúng không?
thì là đã tăng lên từng này. Dùng ư đô nhá. Tiểu từ dùng linh tinh rồi. Và đúng không? Và cái số này thì nó sẽ gì? Triển vọng và tăng lên từng này. Cũng đúng rô nhá. Dùng sai lung tung cái này. Hay chuẩn mang y tả. Ok. Đấy. Đấy là được nhá. Tiếp. Một cùi á. Thơm giờ với bạn. Học nghỉ đến nơi rồi với bạn. Tiếp theo. Giang Si. Đại bài của Giang tiếp này. Vâng. In chu kyang chê dần gu sô e sa. In chu kyang chê dần gu sô e sa. Rồi tiếp. Trung cơ mùi cung khó rê ép. Hèn hoang nghe tế hệ. Chô sa hàn kiểu quả. Tế hệ. Tế hệ. Chô sa hàn kiểu quả. Y chôn xíp nhớ. Xíp ô nhớ nê. Xăm cốt tiếp tòn. Rồi bao nhiêu nữa xăm. Xăm cốt. Đây thì dòng lưng phùl qua đi nhé. Tại vì nó rất là ít đấy. Hết ton được nhé. Dùng này sao hợp lý. Sau bí sư thả lưng chỉ áo cường. Ý chôn ý xếp nhỏ nề. Lục chôn ô bếc của sư rô. Chỉ năng ô nhôn đồ ngàn. Thế phúc chứng gà hàng của sư rô nhá tha mặt ta. Chỉ năng ô nhôn. Thể phốc chứng cá hai có sư đố là ta nạp tạ rất là đơn giản đúng không? Chúng cô mùi phu mê trong khó đề ếch sư đời sai theo bổ nhận. Em lại ghi lại là gì nhỉ? Cái lượng giao dịch mùi phu trong khó đề ếch sư đời sư nên sư rồi sai theo bổ nhận. Ừ. 2010년 45년부터 2020년까지 3억 원 내서 thì là thì cả chi gì? 3억 원 내서 9,000억 원 으로 3,000배 증가한 것으로 보인다. 증가한 것으로 보인다. 이러한 증가의 원인으로 이웃과 직접 거래를 할 수 있으면서 신뢰가 향상하기 때문. 할 수 있으면서. 뭐? 아, 신뢰. 신뢰가 향상하기 때문인 것으로 드러났다. 향상하기 때문인 것으로 드러났다. 드러났다. 이러한 원인으로 2026년까지 서비스 가능 지역이 9,000여 곳에 도달할 전망이다. 자, ok, xem nhá. Bài này cũng dễ mà không khó nhá. Đây xem nào. Theo điều tra của cái này, đúng không? Hiền Hoang phải viết sai. Thì, đúng không? Thì cái năm, à, cái nơi, cái khu vực mà có khả năng dịch vụ này, đúng không? Mà mới đầu năm 2015 nó chỉ có 3 nơi thôi, đúng không? Thế nhưng mà đến năm 2020, đấy, nó thể hiện rằng là nó đã tăng rất là lớn trong 5 năm là đến tận đi 6.500 nơi vào năm 2020, đúng không? Và tiếp, à, nếu quan sát vào cái tổng, cái số tiền giao dịch của những cái này, làm đồ của đi, à, của những cái đồ sản phẩm cũ này thì chúng ta thấy rằng là gì, à, thấy rằng là từ năm 15 đến năm này và năm này, à, thì nó đã tăng từ 30. Thường ấy, thường thấy hay cho cái này lên trước trước năm của nó đó, à,
nếu mà đến từ cái này này thì nó tăng từ cái này này cũng được, nhưng mà nó xem nào, bao nhiêu năm nhỉ, đây là bao nhiêu năm? Onion hai dế à, có nghĩa là trong cái gì này cũng được, nó nhìn thấy nó tăng là tí à, trong 5 năm từ năm này đến nay thì nó tăng từ 3 óc đến 9.000 óc được. À, với nguyên nhân như thế này thì à, là do là chúng ta vừa có thể là trực tiếp à, giao dịch với hàng xóm, cho nên là đã nâng cao được cái độ tin cậy. À, cái từ này chúng ta sẽ dùng là xin đuê so ngươi lý ở yang sang si khi tả cho thầy nhé. Si khi tem mù nhìn có số đó là từ đó là cả. À, đó. Đúng không? Do có thể trực tiếp này lên đã nâng tăng được, gọi là tăng lên được cái niềm tin đúng không? Của mình. Và sau cuối cùng với nguyên nhân như vậy thì ở trong cái lần này ok sẽ có thủy si thủy oxymel nhé, xem nào, tâm thơm tâm anh các thứ không có nào. À, vui vui làm cho thầy bài của này của thủy nào, vui si à. Chúng ta cũng có 5 năm đúng không? Chúng ta nói một cái tổng quát thôi nhá, không cần phải gọi là chi tiết. Không kê cho nghề sơ. À, không. Không kê cho nghề sơ. Thế hiệu mà thử quá chân. Thế hông. Thế hông mà thử quá. Không kê cho nghề sơ. Mẹ chú. Mẹ chú. Thế hê. Thế hê cho chân hàn kê quá. À, tiếp. Thế hiên ma thứ. Thế hiên ma thứ. Y chân xếp xa nhân. Cái gì y chân xếp xa nhân? Ra nữa. Ship xăm á, sao cho ship xăm? Em đang định nói là cái đến năm 2018 thì nó dừng lại ở 29 tỷ won ấy. Sau đó đến năm 2022 thì lại tiếp tục tăng. Ý kiểu như thế. 2018 niên đi. Ờ 2018 niên đi. 29 cho won. Ừ, 29 cho won. Đô cử chi cử cô à? Là gì? Cử tri cô á? À, đến 2022 niên. 2022 niên nè. 30,2 cho cô quân Euro. Kế xúc chung ca Hàn có sơ là ta ra. Chọn thông si trang nghe lên. Và thông si trang lên. Ờ, 2014 niên vu tho, 2022 niên cái chi kế xúc cầm sô. Cái đằng trước nó dùng là tha la chi làm số gì anh có sư tô win ta, em ở trên là kiểu là tha la chi man ấy, sau đến con số phi trang à san, nếu mà đến dùng ư na thầy nhá, la chi man con số phi trang gì chứ hàn nên đi du lịch nè,
lý do sử dụng chợ truyền thống. Cái này liệt kê rồi ca khiết khi cho đom ha cô cho khi cho đom ha cô dịch cung pi tây giang chi ya ha tây giang ha cô chi qua ca cao cái này đối với ki tên nguyên nê kiểu gì thế? Ca cấp ki tên nguyên nê thôi. Ki tên nguyên nê tà nhé. Kết thúc câu. Tô Han. Tê hiêng mát thư y dung. Hàn nên y dung. Cái này là hai trường hợp khác nhau thì phải là không chi đi không chi đi cho chốt cô chốt cô về sang sắp tết thứ ca tây môn y cô Iki temu ni ko wa. Ni. À cái này ghi sắp sắp biết từ qua hari đi đúng không? Bê xong sắp biết từ qua hari đi ít ki temu ne luôn. Chứ phải viết lặp lại hai lần. Rồi, sao nữa? Đi đâu hắn? Đi đi mình. Tập tư tư tô. Thầy yêu mắt thử. Thế xúc chung ca hắn. Phật sư đô chuẩn mang đi tả. Chuẩn mang đi cô. Chúng ta ha chúng ta ha cô chọn 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 thông si chăng cái xúc cảm xa han cái xúc cảm xa han cái xúc han chọn mang cảm xô han chọn mang cảm xô hay chuẩn mang gì ta? Xem nào. Ở cái này thì nó đặc biệt một tí là nó sẽ có hai cái lý do nó phân tích, không nó không kiểu như là đây là mang tính liệt kê chứ nó không có muốn là nhấn mạnh vào cái gì cả, đúng không? Thể thế mang tính tản liệt kê không? À, ví dụ nhá, kết quả điều tra về cái tình hình này đúng không? Thì cái ma thử đúng không? Cái ma thử chúng ta thấy rằng là ở bạn cái nhà bạn đấy muốn nhấn mạnh ở chỗ 29 này đúng không? Nó bằng nhau, nó không tăng đúng không? À thì đó, thế nào? Viết những cái chỗ này thì đang không thể hợp lý để dừng lại ở chỗ này không thể hợp lý nhá. À, có nghĩa không thì viết một lèo luôn đi. Thực ra này nó vẫn thể là tăng đều thôi đúng không? Năm này đến giờ không tăng nhưng mà sau đó lại vẫn tăng, ý là không giảm, nó vẫn là ở ngang rồi nó vẫn tăng lên đúng không? Chúng ta cứ nói một cái không tăng đều đi là được đúng không? Có nghĩa là từ năm 2014 này là 28 won cho đúng không? Đến năm 2022 đúng không là 32 cho won đô đúng không? Cú chung nhú đô, đồng cú chung nhú đô là được, tăng một cách đều đặn, đúng không? Và cả liên tục tăng. Thế nhưng mà cái kia thì... Cái chỗ này chúng ta chưa dùng cái na tha nạt tà bộ, chỉ cần là hai ớt su na là được, đúng không? À, tại vì nó dùng cả một vế cuối cùng mới dùng na tha nạt tà hoặc bố yên tà như này, đúng không? À, cái chỗ này thì thầy nghĩ bỏ cái này đi, nó sẽ hợp lý hơn, không cần đâu. Đó. Sau đó đến thì... liên tục tăng, không? nhưng mà chợ truyền thống thì lại gì? À, nhìn thấy là chợ truyền thống lại liên tục giảm từ năm này đến năm kia, không? Ta cũng có thể cho giảm từ bao nhiêu này, không? Được. Như có cái nó có cho giảm từ
29 cho ế so xuống còn 25 cho quân nữ đô không? Ở đây cũng phải là quân nữa. Tôi thấy khi mà viết trên giấy mình cũng viết số là kiểu 30.2, số 3 là 1 là ô, số 0 là 1 ô kiểu như thế ạ. Khi mà chấm này nhá, ví dụ như là 28.3 này chúng ta phải 28 một ô chấm một cái xong chấm làm chấm ở đâu nhỉ? Cái này mình xem lại sách, chấm chấm ở cái góc ở chỗ 27 đấy, sau bắt đầu đến 28 hay là chấm của một ô nhỉ? Không, bình thường chấm hết câu thì mình sẽ chấm một ô. Nhưng mà đây lại chấm của phải giữa hai cái thì là phải hai, bình thường viết hai số một ô đúng không? Thì đây là 27 chấm của chấm chấm ở cái hình như là ở góc, vẫn là góc ở bên ô bên cạnh, nhưng kiểu chấm ở góc bên ô bên đấy thì, nhưng mà nó phải gì, nó lại vẫn viết số 3 như thế. Đây không làm thầy sẽ xem lại đây. Đây ví dụ nhá, ô này đúng không, chúng ta sẽ viết 28 một ô như này, sau rồi chấm ở đây, sau rồi bắt đầu viết số 3 sang bên cạnh đấy, thì cái chấm đấy coi như là một cái một chữ một số. Chứ còn nếu mà chấm hết câu thì bình thường chấm hết câu thì chấm ở đây, sau cái số 3 phải viết hẳn sang bên ô khác. Tiếp à, đầu đến đâu rồi. Còn về lý do này, lý do thực ra nó cũng chỉ là liên, nó cũng chỉ là ấy thôi, nó cũng chỉ là ấy, thì bình thường nhá, về lý do à, no, về cái lý do đâu ạ. Thì thầy hay nói là ê thế hè đúng không, về lý do này thì cái giá cả là rẻ này, và vì cái kia là ấy này này, liệt kê thế này không, tự dưng nó cho này cũng mang cái liệt kê này thì nó cũng được, nó không có gì sai cả, tuy nhiên nó không được ấy thôi, không được hay thôi. Xem nào. À, về lý do là à, sử dụng cái chợ, về lý do sử dụng cái chợ truyền thống thì là gì, giá nó rẻ này, sản phẩm đa dạng này và gần nhà này. Đấy, còn tiếp à, chúng ta đây chúng ta cũng không phải à, hơn nữa về cái hơn nữa được tổ an hơn nữa về cái này. Hơn nữa là về cái lý do sử dụng cái ma thứ này, đúng không? Thì chúng ta thấy chất lượng tốt này, à, hạng giá vào cái này à, vì là cái chất lượng tốt này, à, và có cả dịch vụ giao hàng và giảm giá nữa. Với lý do như thế này thì trong tương lai cái này liên tục giảm và cái kia cũng liên, à, cái này liên tục tăng, cái kia liên tục giảm. À, được. À. Rồi, ok, tiếp. Phong, Si. Thầy em khó không? Câu này cũng dễ, không khó. Ở nhà làm chưa? Chỗ. Ở nhà đã làm chưa? Đấy thầy. Còn cái chỗ cái biểu đồ ở dưới em chưa làm. Chỉ làm hai cái trên. Thì biểu đồ dưới em vừa tăng lại vừa tăng giảm theo cái lứa tuổi. Ừ sao không làm? Em chưa làm. Cái gì đâu, không, chúng ta phải cố gắng suy nghĩ, tư duy ra cho nó đấy chứ. Đây nhá, à, cái kết quả điều tra về cái việc sử dụng chứ, à chúng ta đấy nhá, việc sử dụng nó sai không, ê hân hoang đi, bình thường nhiều lúc chúng ta không có từ hân hoang ta cho vào đấy, à, thiếu thiếu ví dụ không có sự thay đổi hay là gì đấy cho mỗi cái này không, thì điều tra về việc à, tình hình sử dụng cái sách điện tử đúng không, thì số à, lại dùng đấy tiểu từ dùng sai này. À, cái số sử à, số người sử dụng sách điện tử này thì thấy là chị đây sẽ dùng như nào, à, năm này à, tăng từ hai man đúng không, hai man người tăng đến từng này vào 5 năm qua là tăng đều, có số đô nào ta là tả, nó là 3 năm mà, nó là 3 năm thì cố gắng liệt kê đầy đủ cho thầy đi, sau rồi gì nữa, à, đâu năm 2012 tăng đều và từ sau đó ở cái này chúng ta dùng ấy thôi nhá, dùng 5 năm là 2017. À, chúng ta dùng cái mẫu của thầy đi, xong dùng y nguyên cái mẫu của thầy luôn. Đây. Trưng ca ha ha tà ca. Sau đó mới từ sau đó bỏ cái
cái này bỏ cái này đằng sau. Cu hai cờ có nghĩa là gì? À, cái thằng này đúng không, từ năm này đến năm này là tăng một cách đều đặn như này đúng không, tăng 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 đều đặn như thế này, rồi từ sau đó từ năm đến năm 2017 thì nó đã lại hai cọt, đây là đi quá khứ rồi nha. Lại dự tính gì đây, 2017 nó là tương à gì hiện tại mà, nên là cái đã xảy ra rồi mà, là tha là đạt ra, nó đã thể hiện rằng là đạt đến 10 mion đến năm này. À, được không? Và nguyên nhân thay đổi như thế này, đầu tiên là vì à, nguyên nhân thầy cho cái làm cái ấy trước đi nhá, làm cái biểu đồ kia trước xong đi gì đây, yolong yol ayong cha suru halpyo bomyon, thì vẫn là đi quan sát cái số người sử dụng theo lứa tuổi đúng không. Thì chúng ta thấy này, à, cùng cùng là năm 2007 đến 2017 đúng không, thì nó phân ra là 20 te, 30 te và 40 te. Cái này liệt kê thôi mà có gì đâu. Chúng ta là 2007 nhon này, phủ tho này, đến năm 2017 nhon. Nhon khả chê. Đây là bao nhiêu năm đây? 10 năm đúng không? Nhon sai dễ nên đúng không? Có nghĩa là trong 10 năm từ 2007 đến 2017 thì bắt đầu chúng ta thấy cái gì? Thấy cái 20 te trước, 20 te k là bao nhiêu đây? Tăng lên 3 lần. Tăng lên 20 là 40 cũng tăng 3 lần. Sau tiếp, sau rồi đến 30 te. 30 te. K, sau rồi à, 30 te là bao nhiêu lần đây? 13. À, 13 be. Cái này liệt kê thôi là được. 40 te k là 3 be. À. Đấy, 3 be đố. À, đấy, xong rồi. Tăng đây là cũng là số lượng tăng đúng không? Pro à, à, gì nhỉ? Hoặc là gì? Sun e sun nữ ro chừng ca han hoặc sư ro win ta không? Đấy, chúng ta thấy quan sát chúng ta thấy rằng là gì đấy, nó tăng theo thứ tự là cái kia tăng cái kia là xong đúng không? Sau đó lý do này, nguyên nhân lý do này, có thể xóa mất cái nguyên nhân lý do gì vậy? Ở đây với nguyên nhân tăng như thế này à, thì đầu tiên này là à, cái này thì hai cái liệt kê rất là rõ ràng không có gì cả đúng không, à, do tăng cái gì đây này, nào à, do tăng cái này viết đơn giản thế à, sau rồi cũng trở thành nguyên nhân cái này à, viết luôn thành đã không biết tách ra thì viết như này nhé. Phần su y sư mèo đúng không, kết nối lại nhé. Ừ. Có nghĩa là gì, đầu tiên thì mình thấy rằng là nó có một cái à, nó có một cái lý do là vì do tăng cái lượng đọc sách đúng không, và hơn nữa cái việc gì đây, giảm à, giảm giá của cái này nó cũng trở thành nguyên nhân của cái gì đấy nhá, của cái việc cái này, của việc cái người sử dụng sách điện tử tăng này này nhá, chứ không phải để nguyên này đâu. Chúng ta dịch là gì, tô đấy. Tô có nghĩa cái việc giảm giá sách điện tử nó cũng trở thành nguyên nhân của việc tăng hòn xa xét xa yông xa xuê chừng à, chừng cây, nó cũng trở thành nguyên nhân của cái việc tăng số người sử dụng này này đấy, chứ không phải lấy bê nguyên cái đấy cho vào chữ ư này đâu nhá, không đơn giản thế đâu. Suy luận tiếng tiếng Việt chứ mình không suy luận tiếng Việt thì nó hơi bị sai nhá. Sau rồi tiếp thì với nguyên nhân như thế này thì đâu, đây nguyên nhân như này thì chúng ta ấy thôi chứ không phải số người sử dụng thì tăng, không phải, không kiểm tra mẫu gì cả đấy, bắt làm như này thì mới biết được lòi nòi cái gọi là lười biếng ra, rồi nó kết quả nó như này đây, mới lòi ra được kết quả nó như nào này. Thì trong tương lai aputo, trong tương lai thì cái gì thon ta check sayong cha suga vẫn bị chi sốc hoặc đô
Từng ca hai thòn mang y tà. Đấy, cái mẫu y nguyên như này, đơn giản như này mà lại cần viết thành cái gì ấy. Bệnh lười à? Hay là mới viết vội vàng được được từng đấy đấy? Không chịu ngồi. Em biết tiếng chết mà. Nghi ngồi viết vội vàng, vừa viết vội vàng được từng đấy lắm. Đúng không? Không, em biết lâu rồi. Lâu rồi mà được từng đấy. Không tin lỗi. Thơm, xì. Thơm đâu? Em đây. Có bài này rồi thì copy luôn vứt lên cho thầy là được. Mà em chưa viết ra tin nhắn, em viết ra giấy luôn. Thế thì đọc. Cứ giấy thì đọc. TV home shopping may to add good title for them. Home shopping may to Nature ép cùng sao cho phổ nhá. Ê, hiển hoang đi, hiển hoang ế, thế hế, cổ xa. Xa ăn thờ ba. Đấy. Ừ, cái này đặt 5 năm liền, đúng không? Viết tổng quát thôi, không cần phải chi tiết. Đi, đi, hôn sâu phim mê chú ép cân. Đọc to lên nhé, thầy nghe không được rõ lắm. Chắc là em kém đấy. Ừ. Không phải kém, nó phải giật giật. Đây là em nói nó hơi nhỏ. 2015 nhân Good Talk. Cái chỗ này nói chung rồi này. Ừ, nói bao quát tổng quát thôi, không còn chi tiết. 5 năm nên mọi người nói nó tổng quát cho thầy nhé, chứ chi tiết ra nó lại không nó dài quá. Đến 2019 nhân Thá Chi. 4 năm thông an, 4 năm say về nữa, say về. Thì case chi sóc cho group. Cú chung đi, chương ca hăng khọt sư rô bình đá. Nhi chương ca hăng khọt sư rô bình đá. Tiếp theo đến TV. Em. TV home shopping thì dòng in cú chung ca e một nghìn lớn. Chốt chê. Chê phang sông chê nơi thái an. Thái an hoa thủy cô. Tư chê. Thế xong vô mệt thắng phun điếu. Thế bù bùn mù điều ý cố. Mà chí mắc cử lúc. Mẹ chàng phổ tà hai đêm. Program thấu. Mạng nhân khọt xì. Nó nên khó chi kỳ tên môn đi tạ. Màm đi, kỳ tên môn đi. Màm kỳ tên môn đi tạ. Cái đoạn triển vọng này em viết nó hơi bị mắc mắc ấy. Em cứ viết đi rồi thầy sửa. Thì lo hàn nguồn nhìn mùi đâu. Thì lo hàn nguồn nhìn mùi đâu. TV home shopping yong in kuka in kuka 2019 yong e 2,100 yong e so 2,029 yong e 3,200 yong từ lúc thế bốc chung ta hay tròn mang đi đã. Em thấy chỗ này nó hợp lý lắm nhưng mà chưa biết sửa như nào. Cái gì mà hợp lý nào? Đây nhá, chúng ta nhìn này, à, về kết quả điều tra chúng ta thấy là cái doanh thu đúng không của home shopping TV
thì là chúng ta thấy à, nhìn thấy là gì, là liên tục tăng à, liên tục tăng tăng 4 năm từ năm này đến năm kia à, nếu như thế phải dùng là từ gửi đây nhá, của 4 năm của năm này đúng không? Ừ. À, từ bao quát đây thì lại bao quát quá. Ý thầy bảo là à, là thế liên tục tăng, ý là cho cái số ở đây đúng không, cho cái số là từ 30 đến 35.6 đúng không, là được, cũng không phải là chi tiết ở giữa nữa đúng không? Ừ. Đấy, ý của thầy là như thế là được đúng không? 30.000 ốc won là tăng liên tục mà. Hoặc là nhìn à, chúng ta nhìn thấy là gì à, đây tăng từ chúng ta viết như này là được. Đấy, 40 à 40 là 30 chấm này ốc won e so đúng không? Sau đến năm này là 35.600 ốc won đủ đô chỉ nan sau rồi gì à, 4 năm sai gì ấy, đúng không, thế là được đúng không, sau rồi chỉ sốc cho cú đô là mô hình đạt đấy, cũng như cái năm này chúng ta nhìn thấy liên tục tăng à, trong 4 năm qua nó liên tục tăng là tăng từ cái này đến cái này đã xong đúng không, và à, nguyên nhân của cái à, tiếp theo là nguyên nhân à, nguyên nhân của cái việc tăng TV, home TV như thế này đúng không, vẫn có cái từ tăng như thế này vào đây nhá, chỉ do han đúng không à, tăng như này thì đầu tiên là gì à, kênh này đa dạng hóa, thứ hai là cái phí ở à, đây chúng ta phải dùng, cũng phải dùng là k ở đây nhá, cho từ có nghĩa là phí vận chuyển và phí trả hàng, thế này thì đa phần là à, miễn phí đúng không, cuối cùng thì là à, chúng ta phải bước của đôi y nhé, cho tiểu từ vào nhé, cái chương trình đúng không, chương trình hạ giá đúng không, Harin này bị cái này biết nhầm, so với cái kia thì càng ngày trở nên nhiều hơn đấy, với nguyên nhân như thế này thì à, cái dân số mà sử dụng home shopping này thì nó sẽ cho triển vọng là tăng lớn từ à, à, tăng lớn từ cái này kia đúng không, thực ra chúng ta có cái gì là số cụ thể rồi, chúng ta không cần phải lớn hay nhỏ ở đây nữa đúng không, tại vì nó có con số là nó rất là cụ thể rồi nhá, tăng từ cái này đến kia thế là xong, ok được không, không đúng à, nói chung là nhiều lúc chúng ta viết câu cú là đơn giản, tuy nhiên thì ngữ pháp nó không có gì, không có sai, tiểu từ có đầy đủ đàng hoàng thì nó vẫn được điểm, tuy nhiên thì nó không điểm không cao thôi đúng không, được, nó chỉ đơn giản từ này tăng này kia đấy, triển vọng năm 2019 thì nó sẽ triển vọng tăng đến à, năm 2029 là tăng đến này là tăng đúng không? Rồi tiếp, nụ quỷ á, châm anh học sinh nhân như thả dân xa ra như hệ chú cái ó, nụ quỷ à, thương sĩ, thương, thương làm cái câu này đấy thầy, thương sĩ, à, tình hình à, xin việc của người già. Nó nên trong chỗ khen hàng ngày tệ hơn. À, rồi nô nhân, thương, suy óc, khen hoang nghế tệ hết. 조사 결과를 살펴보면 à thôi, đầu tiên thầy đang thầy thống nhất với mọi người là đầu tiên sẽ dùng là 결과 biểu đồ, thứ hai mình sẽ dùng là 살펴보면 được chưa? Đó. Đó. Tiếp. Ừ. Là có cái địa điểm này, địa điểm này. In chu xi. Để cho đúng không? Đấy. À, có địa điểm nó sẽ cho như thế nhá. Rồi tiếp. Sau đến à gì đây? Sao tiếp đâu rồi? Đi cho người à đi cho con à đi cho con nhỏ. Đi cho con cô nhỏ. 43%에서 2019년 62%로 증가 대폭 증가한 것으로 나타났다. 아, 아, lý do với bây giờ ta đây là giống như là lý do đúng không? À, ừ. đồng nguyên nhân thay đổi là cái này, còn đây là cái gì? Tại sao lại muốn xin việc? Vậy là lý do mà tại sao người muốn xin việc đúng không? Chúng ta không thể biết được, chúng ta không biết được cả cái này, chúng ta phải biến sang thành lý do mà người già muốn xin việc là gì gì đấy đúng không? Chụp quân han yêu nên à thì là no no in chứng nghi đúng không, chứng nghi suy óp job với buồn han nên yêu nên đúng không, ừ. Cái lý do mà người già muốn xin việc là chết chê
Có phải chốt treo gì? Còn chốt treo đâu, chúng ta cái này nó là biểu đồ đấy, là việc đầu tiên là còn là cái lý do về cái việc chuẩn bị phí sinh hoạt đúng không? Nó giảm còn cái gì? Sinh hoạt phí cá nhân. Là gì? Sinh hoạt phí mà điên. Cảm số. Ni giảm gì đấy? Cảm số hay số? Cảm số hay kỹ thêm một này. Cảm số hay kỹ thêm một này sao lại thế? Em thừa từng thấy nguyên nhân là người ta hay thêm một này ai đúng thấy. Nguyên nhân đây là nguyên nhân ở dưới này nó lại khác nhá. Đây là biểu đồ theo kiểu hình biểu đồ nó lại khác nhá. Thực ra là đây là nó sẽ về cái lý do về những cái mà tại sao người này ấy, nó có hai cái nguyên nhân cụ thể và nó cái này nó tăng một cái kia nó giảm thôi đúng không? Cái này tăng nhưng mà cái kia lại giảm, nó có hai cái rất là cụ thể. Sau ở dưới này nó mới đưa ra cái nguyên nhân đấy thì lúc mình mới bắt đầu là tem một đây các thứ này đúng không? Nguyên nhân thay đổi đúng không? Đây ở trên nó vẫn là biểu đồ nhá. Thì cái này như là đợt trước sẽ có cảm số hàng cô. Cái lý do mà người ta cái này đúng không? Về đầu tiên là về cái sự chuẩn bị cái này. Mà, thấy nó là nó giảm một cách gọi là cũng từ năm 2009 đến 2019 đúng không? Thì nó cùng là ấy thì thầy sẽ cho, nếu như này thầy sẽ cho cái 2009 nhân Phú Thọ, sau đến thì 2019 nhân Hà Chi E, bao nhiêu năm đây? 10 năm. Tiếp nhân trong năm. Nhân Sai Ye đúng không? Đấy, trong 10 năm đúng không? Trong 10 năm từ năm này đến này thì cái chữ E nên đi từ năm này đúng không? Cái này thì là dùng là e te he đi. Là điều chỉnh nào cho hợp lý đúng không? Về cái lý do này thì bắt đầu là giữa năm từ năm này đến năm này đúng không? 10 năm từ năm này đến năm này thì bắt đầu mới đi phân tích từng cái một. Phí sinh hoạt này chúng ta nhìn thấy là gì? Cảm số. Cảm số cái gì? Cảm số. Cái số cảm số. Chúng ta đi so sánh đi. Hayosuna đúng không? Thế nhưng mà Hayosuna. Còn cái gì? Shinyon. Chukun. Chukuga. Tepe. Tsunga. Hayota đúng không? Thế là được đúng không? Sau tiếp với cái nguyên nhân đi. Irohan Pian Hoa. Irohan Pian Hoa Huấn. Pian Hoa E Huấn In Nguyễn Hô. Đấy, với nguyên nhân thay đổi nguyên nhân này là gì đây? Đầu tiên này, chúng ta có cái mũi tên như này là chúng ta dùng ưu nhân so đúng không? Nghĩa là do cái này thì đồng thời là nó sẽ hai cái này nó xảy ra, cái này giảm với cái tăng đúng không? Cái này ta viết thành một câu cũng được. Sau đến ở dưới này hai cái lý do nhỏ này thì nó ngang bằng nhau, chúng ta dùng một câu được đúng không? Nào, như nào đây? Nối in dần công chi cướp tưng chi cướp tưng phục chi chống trách hạch xếp thằng chép cơ gì bắc te, chúng ta cùng biết cùng ấy nhá. Rồi bắc te ha miền to đúng không, thì đồng thời là đột dẫn đến là thằng chế thằng chép chấp cơ đồ ở đó ở đâu nó luôn chung nó nó nhân chứng y vì cảm số hoặc là nếu mà ấy thành các dùng là giảm được là chủ đo giảm về số lượng, dùng là chủ đo tí từ đó đúng không? Và cha xin nhân chủ cũ luôn chung cha xin nhân chủ cũ nộp phát chi khi tên muni ta từ đó nan ta đi từ đó thì từ đó na khi tên muni ta đúng không? Đấy. Lý do đó là vì đúng không? Mở rộng cái này và làm cho cái này nó tăng lên và cái này giảm xuống và cái này tăng lên được đúng không? Sau rồi vì Iran muốn nhìn nửa đó thì trong tương lai nôn chung ô tô thì thấy làm gì nôn nhân chứng truy hợp bên kết thúc chương này rồi chi of khi mang nhé, phải là có từ khi mang null chi sốc chọc cứ đố chúng ta hai chúng ta hân chấn mang thế là được đúng không?
Rồi, chịu khó hiểu cái biểu đồ một chút thì mình sẽ làm được. Dung, Dung này không có, giờ lại đợi ai đây? À, Yến đi, Yến làm để cái này. Thì đấy, à, dịch vụ công cộng. Chúng ta có dịch vụ công cộng này. Đầu tiên là ở đây biểu đồ cũng 1, 2, 3, 4, 5, 6 năm liền đúng không? Liên tục tăng, à, một câu liên tục tăng là được đúng không? Từ mốc này đến mốc kia là xong nhá. Nào. Thế thì là công công soi bi sư, công công soi bi sư. Công công soi bi sư dịch vụ công cộng đúng không? À, dịp điều tra về cái tình hình đi. Hiên hoang ê thế hê. Mô sa hàn kiến qua. Rồi, thì thế làm sao đây? Cùng nè. Khúc nè khổng công so bi sư. Thu ta. Thu ta chân ca yun nun. Đấy, yu đấy. Ý chôn xíp ổn điên nè. Sam chôm yên pro. 3.1%. Từ 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 gì? Thầy so. Thầy so. Có đến năm. Nên không hai không niên nè. Các chị à? Niên nè. 5.9. Furoro. 9. Furoro. Kế sốc chọc cư rô chân ca. Hai có sư rô. Nà tha nà tá. Thầy kéo xuống một tí, em không nhìn thấy biểu đồ bên dưới. Độ thỏa mãn về dịch vụ này này, à, nếu quan sát về độ thỏa mãn. Min công công so bi sư chúc tô san po bổ miên. Tô rưng san theo bổ miên. Cái em kém hay sao thầy nghe thấy em nói không? Có. Cái làm sao? Mang tính lực kê à? Văn hóa này. Giao thông, giáo dục. Cái nào cao nhất? Cái giáo dục cao nhất. 4.29 giáo dục. Vậy thì mình liệt kê theo kiểu cái này cao nhất và tiếp theo là cái này là xong rồi. Cái nào cao nhất đây? Kiểu dục cơn. Là bao nhiêu đây? 4.29. 4.29. Thà trang. Thom đúng không? À, thom. Thà trang. Thà trang nộp kê. Nộp kê. Na tha na khu chỗ xa đi chỗ xa chỗ xa tới nhà 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 yo yo so yo so yo yo là cái gì đây bộ thông kiều thông bộ thông y là bao nhiêu đây 4.14 thom các phải cái bốn hoa ca 4.11 thom Uyidoka 3.86 trong rồi lĩnh vực khác bỏ qua đi cũng được. Tom Muro gì? Tom Muro Kuturun Yot Yot ta được. Đấy. Tiếp theo là những cái kia không? Nói tiếp. Sao đây là thực cái gì hả thầy? Ta đây là những cái ví dụ điển hình, những cái ví dụ điển hình về cải thiện đã đổi mới được cái dịch vụ công cộng đúng không? Thì dịch vụ hiện là cái này cái kia. À, cái này ta mang tính liệt cũng lại mang tính liệt kê thôi đúng không? Là gì đấy? Với những ví dụ điển hình những cái ví dụ điển hình là hoặc là ta có thể thấy được những ví dụ điển hình như sau, xong rồi liệt kê ra. Mà đây nó lại dùng là ví dụ như nó cho các cụm danh từ thì mình sẽ liệt kê được. Đây nó lại là những cái này thì xem nào. High tech cư đây là công nghệ cao. Park cư đây là công viên, công viên có công nghệ cao. Với cái độ thỏa mãn cũng nhá, chúng ta nhìn thấy này, độ thỏa mãn là nó rất là cao như này đúng không? Với độ thỏa mãn như thế này thì chúng ta thấy được là thông qua những cái độ thỏa mãn như thế chúng ta thấy được những cái chúng ta có thể nhìn thấy được những cái ví dụ điển hình mà nó đã
cải thiện cái này như là gì gì đấy được nhỉ? Tại vì là khi mà nó cải thiện những cái ví dụ mà nó đã cải gọi là đổi mới được dịch vụ này thì nó khiến làm cho gì à, làm cho cái độ thỏa mãn cao đúng không? À, đây cũng là một cái câu gọi là giống như câu kết luôn đi. Thông qua cái Irohan Manchotoru Thonghe, thông qua cái độ thỏa mãn như thế này thì chúng ta có những cái ví dụ điển hình như là đúng không? Công công hay hai hai thách cư pha pha cư tân cư này pha cư đấy son chi hoặc là chúng ta ấy luôn đi son chi này phải này à, chúng ta lại phá ra sư ma sư này cầu thông cầu thông xin hô ha long phải này xin hô ca không chúng ta phá ra những phương án biến thành cụm danh từ thôi là được. Sau rồi không công nổ đi thọ không không nổ đi mà đeo tương sau rồi à không công so bi không so bi sư hiện xin thà đế thà đế rồi thà đế rồi từ suy tả được không từ sứ tìm tả đấy là chúng ta có những cái ví dụ không có cái ví dụ à điển hình về việc cải thiện này như là đúng không như là này đấy thông qua cái đột phá đấy là xong. Ừ. Nếu mà gì nhỉ? Nếu mà kết luận nữa cũng vẫn được đấy, đúng không? Thì Don Hyun Sang cũng được, Hyun Sang đi. Hyun Sang đi. Đi xuống đường thì thấy cái gì? Đấy, cái tỷ lệ tăng đầu tư cái này. Cúc nè cũng công so bi sư thu cha trường ca yun. So bi sư thu cha. Chừng ca yun nhì kế sốc cho cư rô chừng ca hai của sư rô thời gian tuyển ta chừng ca hai là tròn may được nhá à, vẫn cho phép viết lửa đúng không? Tiếp của ai đây nhắn tin gì đây nhà em có khách đến không ai ở nhà em xin nào trước vui này vòng này hết tổ thương các thứ thôi giờ thầy phân tiếp nhá vui này hương này hương chưa làm phân tiếp đi à. Yến này bích hương này hiệp này không thầy lại gửi lại cái file thầy đánh tên này lên nhóm á. Rồi ok, à, nó có trùng cũng có thể nó trùng đấy nên mọi người cứ làm đi làm lại đi chưa chắc là sợ đấy đâu. Thơm này. Giang này. Hồng này. Hương này. Để xem còn ai nữa không? Không. Còn hai cửa lửa thôi, không xem còn ai nữa. Thủy này. Nga này. Nga nữa, Nga trời này. Nga này. Cái cuối này là ai đây? Thầy vừa nhắc bạn Thủy. Thủy. Rồi, ok nhá. Rồi mình làm nốt đi, buổi sau cố lốt xong rồi sau sang tổng hợp. À, khi mình ra sang tổng hợp là người ta sẽ sang là cả câu 51, 52, 53 và 54 luôn nhá. Đấy. Để vẫn có cơ hội luyện lại câu 51, 52 và 53, không thì lại quên đấy. Rồi, ok. 오늘 수업 여기까지 마치겠습니다. 수고했습니다. 다음 시간에 다시 봐요. 다음 시간에 교실에 직접 와서 같이 공부해. 알았어? 알겠습니다.